Cả nhà thân mến, hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô trò mình cùng đi du lịch ở Đồng Nai. Đồng Nai đây rồi cả nhà ơi, đồng hành cùng mình trong chuyến du lịch ngày hôm nay là nhóm lớp 12B niên khóa 1990-1993 của trường Trung học Phổ thông Đốc Binh Kiều Cai Lậy, Tiền Giang. Điểm tập trung của cô trò mình là khu du lịch sinh thái vườn làng Bưởi Tân Triều, Đồng Nai. Nhưng mà bây giờ mưa tới rồi, do đó mình vào trong thôi. Ở đây ha, cũng hôm nay là cũng đứng dậy cho làm trọng chút xíu đây ha. Bữa nay cũng rất là vui ha, cũng có cô mấy chục năm rồi thì mới có dịp gặp lại thì với mấy bạn ở đây ha. Thật ra là ai cũng vậy, khi mà ra trường rồi cũng chén cơm manh áo, cũng phải đi chỗ này chỗ kia. Thì không ngờ là bữa nay mình có thể là mình gặp nhau như vậy, rất là vui. Thì trước mắt thì hôm nay cái chương trình là như vậy. Thì mình ngồi đây ha, thì mình có thể là uống cà phê, xong đó cái có thể để người ta giới thiệu cho mình, có thể đi vòng mình tham quan một vòng của cái khu du lịch này. 15 hồi à, đã tính bàn đó nữa đó. Thôi, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam cũng tiện dịp cô ngày nay thì kính dâng lên cô đó hoa, coi như tấm lòng thành kính của em với mấy bạn dành cho cô. Chúc cô lúc nào cũng hạnh phúc, trẻ đẹp. Lúc nào cũng nghĩ về các em, và ngược lại các em lúc nào cũng trân trọng và nghĩ về cô. Rồi, cô cảm ơn những cái chuyện nha. Hay xúc động quá, cô cũng không biết nói gì nhiều nữa. Có lẽ là trong đời cô là chỉ có cái hôm nay là cái ngày 20 tháng 11, vừa rơi vô cái ngày Chủ nhật, mà cũng là cái ngày mà mình thấy mình là như là ấm áp với hạnh phúc nhất luôn, là được đi du lịch cùng với học trò mình. Chúc em luôn vui khỏe, thành đạt nha, và hạnh phúc nữa. Vậy nha, mãi mãi như vậy nha, rồi cô trò mình đồng hành trên đường đời dự định nha. Cái này như một giấc mơ, như một điểm. Đây nguyên nhóm này có hai em là giáo viên à, là tiếp nói nghề của cô Minh Hương Diệu Hạnh. Hai em đi khối A khác của cô, có nghề cô mà khác cô một chút xíu. Vui ha, hôm nay cô trò mình mà có họp mặt ở Đồng Nai vậy là quá quý rồi đó. Chơi, rồi có biển gì nữa không? Có một hậu xuống rồi. Đi mà bữa nay thêm mà đầy đủ hơn chút xíu nữa là vui dữ lắm luôn. Hôm nay mình còn dẫn mấy bạn nữa. Hy vọng lần sau đi nhiều hơn. Bữa nay ông trời cũng không được ưu đãi cho mình cho lắm. Trời ơi. Không mưa ra ngoài vui coi ha. Mưa nhưng mà trong ấm áp được rồi. Sao? Vậy là năm nay là 30 năm rồi phải không? 93, 23, gần 30 năm. Gần 30 năm, 29 năm rưỡi rồi. Mau quá ha. Qua năm là 30 năm rồi đó, 29 năm rưỡi. Còn đâu mấy tháng nữa, 2023. Hôm qua có dự họp nhà giáo ở trường mấy đứa rồi hả? Hương là ở trường đó làm như thế nào? Quý ban năm nay 40 năm, kỷ niệm 40 năm quý ban tổ chức. Quý ban tổ chức luôn. Dạ, quý ban vui ha. Dạ, quý ban tổ chức mời mấy thầy cô các trường vậy. Trường Tứ Kỳ Cố Hạnh cũng hôm qua luôn phải không? Dạ, hôm qua rồi. Kỷ niệm 40 năm. Kỷ niệm 40 năm rồi, năm nay là làm ngày thứ 7. Dạ. Chủ nhật mình vui đây. Dạ. Nhớ nha, năm nay vui nha. Dạ. Có chuyện nào mình họp mặt thì nãy mới vui chứ. Nói chung là thời gian trước là mình cứ bôn ba mình lên cái làm ăn đó ha. Giờ thời gian này mình có cơ hội mình tận hưởng đi. Gắn kết lại. Gắn kết nhiều hơn nữa. Rồi hy vọng. Hôm đây nè, sắp xếp công việc. Ai sao không ngủ mình kỹ, lý Sài Gòn nó ra cũng mà. Đây nè, chủ nhà nè là Đoàn nè. Đoàn thì ra lập nghiệp ở Đồng Nai. Đúng không? Thì hôm nay đi ra nhà Đoàn chơi. Tôi không biết đâu. Chí Khanh nữa. Chí Khanh. Chí Khanh ơi, sáng là đợi
cô với mấy đứa là lâu không chứ anh? Dạ cũng không gì cô, em xuống đó có mấy năm giờ 15 mình đi vòng vòng dạ. Có đi về từ Tân Phước không hay là sao? Dạ không, em nhà trên nhà trên quê trên Phú Nhuận sống Nhuận về xuống. Rồi đi làm ở Tân Phước. Dạ là Tân Phước. Tân Phước em sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Dạ. Rồi sao đoàn hôm nay ra đây ha để thăm coi học trò mình đi xa xứ lập nghiệp như thế nào nè. Nãy giờ nó vui thôi nha, giờ đi 20 tháng 11 năm nay thì cô trò đi ra đây chơi để thăm gia đình của đoàn luôn nha. Cũng như chương trình nãy cũng trình bày rồi thì sau khi chuyến du lịch ở làng Bửu Long này thì lát em cũng đại diện gia đình mời cô với mấy bạn đến chơi cho biết nhà, rồi sau này có dịp đi công tác hay đi đâu đó thì ghé chơi cho nó tự nhiên à. Thế mấy đứa nhớ nha. Thế dạ. Lần sau rủ Phúc đi lần nữa nha. Dạ. Ừ. Thấy mình nhớ chồng hay gì sao? Nhớ chồng. Nhớ chồng nha. Trời mưa thấy nhớ chồng quá. Đúng rồi, nãy giờ nó nhớ Phúc cái gì á. Đúng rồi, nhớ Phúc. Ngày 20 tháng 11 nữa. Rồi bà chủ của tiệm Ngọc Tùng nè. Sao? Nãy muốn nói cô cái gì? Nói chung là mưa là người ta không đi tham quan, người ta cũng hứa đó, người ta vô đây mình hên có bạn. Cái dịp này mà bạn bè gặp gỡ rồi cô trò đâu cùng một chuyến đi chơi này là đối với em là quý nhất rồi cô ơi. Quá quý luôn ha. Hiền phải nói là sau những giây phút đếm tiền mệt mỏi, đây là những cái giây phút mà thư giãn à, đó là những cái giây phút hạnh phúc nhất. Những giây phút đi không sao. Không. Những giây phút thư giãn mà đây ý nghĩa nhất. Kể ơi nghe thấy nó tâm sự rồi kìa. Không còn chút điện nữa chứ có gì yếu. Xưa là coi vậy chứ nó nhắc khách hàng. Hồi gần gái đó là nó sợ dữ lắm. Thì nhé thì em nói thật chứ em. Ừ. Được kìa. Hai chứ kính là cô thấy là hiền á. Hiền không cô? Hiền. Thôi cũng hiền hả? Cô anh hiền hả? Chuyện chứ nó hiền à. Cô nói anh hiền hả? Em bị ngạc nhiên. Khi mà lúc mà nó không thuộc bài nó hiền bữa đó thôi chứ còn lúc mà nó thuộc bài cô thấy mặt. Đây đây đây. Minh Hương chào đón bạn Hổ nè. Bạn Hổ của B4 nè. Diễn nghề lúc nào không cô? Ờ, vài tháng rồi. Vài tháng hả? Cảm ơn cô. Làm này ngon hơn dạy. Làm này ngon hơn dạy nè. Nói anh đó là đi lính là có 54kg mà. Không giờ cũng ngon ngon. Có nhớ con. Không ai gà bưởi rồi ạ. Quay qua, quay qua gà bưởi à. Vui nha. 2, 3. Tươi lên, tươi lên. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Để chú rể vô chứ, cầm bông vô mà không ai vô hết rồi. Rồi, tới Nam đi. Vô vô mấy mình vô. Mấy đứa vô đi. Vô hết tiền đồn đi. Vô luôn. Vô đi, vô đi. Bây giờ. Đi cứ dạ, nãy tôi nói với Hiền, nãy phải chụp tôi giống đi cứ dạ. Vô, 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 có em nó mời cô vô mày trai hay gái trai mày đeo không cậu đang đâu định vô nhờ em gái chụp hình mình tí nữa này không có rồi để cho nó chụp trước rồi cô vô lấy hết không. Rồi cho cô xuất hiện nha. Nè con lại con cẩm lại giùm con. Cho cô nha. Đang quay. À, đang quay. Đang quay nha. Thả tim đi, thả tim gì đó. Thả tim gì đó. Mày có cái cây này không?
Dạ, vẫn thấy chú ạ. Rồi, hai ba. Hôm nay là ngày 20/2/2022. Cô trò ở trường Trung học phổ thông Đốc Ninh Kiều Cây Lại Tiền Giang đến Đồng Nai để tham quan khu du lịch sinh thái làng Bưởi Tân Triều Đồng Nai. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Gần 30 năm rồi mới có dịp ghé thăm các em học sinh của mình đã xa xứ đi lập nghiệp ở Đồng Nai. Ngay trong thời khắc này, mình có cảm giác như đang sống lại những ngày còn đứng trên bục giảng. Dù thời gian qua nhanh, nhưng những kỷ niệm của cô trò mình vẫn không phai nhạt. Vừa học vừa chơi với biết bao trò tinh nghịch và những ánh mắt hồn nhiên vô tư của các em như mới hôm nào. Hiện tại, dù ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, thì tuổi học trò thơ ngây đáng yêu của các em vẫn ở tận trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Đã về hưu nhưng vẫn còn được đi du lịch cùng học trò, nên mình cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Mình sẽ nhớ mãi ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022. Rồi làm người mẫu. Ủa, lấy bữa cái, che che vậy làm chi ta? Không kính đi, không kính. Lấy miếng giấy để che. Hôm nay chơi vui thích quá ha Kiển ha. Dạ. Thôi. Rồi sao mình phải che vậy? Vì che ánh nắng nám cháy đó mình mới che. À. Chính xác. Lý là nó mát. Nó mát thì mình không che. Để nám cháy. Khi nó nám trái nó này vàng kè nè. Vậy đó hả? Nó ngộ lắm, nó nám trái. À vậy đó. Mình mất che lại vậy đó. Rồi cái này sao sạch quá nè? Ở cái đấy mới rửa đó. Ủa tại sao phải rửa? Mình rửa cho nó trâu ba cái gông này. Trâu ba cái gông. Để nó dính gông vô cây nó sẽ lè cái cây. À như vậy cái cây này làm cảnh được nè. Làm mẫu tí xíu coi. Đẹp quá ha. Rửa đẹp lắm, rửa rồi đến bữa nay tôi rửa hết trơn từng trao lại đây đến tư chân đó. Vậy hả? Lần đầu tiên mới thấy mà người ta rửa cây vậy nè. Thôi cái ổng kéo sẵn vậy trơn rồi đó. Vậy đó hả? Máy đặt lên cái mương đó người rửa đó. Cái này người ta rửa sạch trơn luôn nè. Đó. Vậy nó cũng đẹp rồi đó. Quá đẹp rồi. Hôm nay làm người mẫu ở cây bưởi chút xíu luôn cả nhà ơi. Cái cây nó rửa sạch cũng đẹp lắm. Vậy hả? Rửa ra tới bữa này luôn, đó rửa mới kem chia chân. Mới rửa bữa nay à. Cái chân rửa. Tưởng sáng nay áp thấp nhiệt đới nhưng mà cuối cùng thì vô đây thấy mát mẻ quá ha. Đẹp ghê luôn á. Rửa cái đường đi nữa nè, chứ phải rửa đâu. Đi rửa thích quá nè. Tưởng không khí không thuận lợi, ai ngờ rất thuận lợi. Bự vô ba trái về, có trái nhỏ vậy nào lật bỏ nè, để đó. Dạ. Yeah. Sao bỏ ổ vậy? Mấy trái kia cho nó lớn. Trường này là mình trồng bưởi da xanh rồi với đường lá cam hay gì phải không chú? Này đường lá cam nó nhiều hơn da xanh. Dạ. Da xanh dụng này da xanh ít lắm, đường lá cam nó nhiều. Nhưng mà trước đây là bưởi da xanh, sau này mới là cái giống mới. Mới lại. Ủa giống mới là đường lá cam. Đường lá cam ngon không ơi Kiển? Cái đường lá cam này ăn là nó ngon lắm, nó ngọt lắm, mà ruột trắng mà nó ngọt. Cái phân biệt này cô, cái đường lá cam là cái đầu này nó chu, có nấm. Cái bưởi da xanh hả chú? Bưởi da xanh. Còn kia là đường lá cam. Đường lá cam. Ủa cái này là bao nhiêu tuổi mà cái tán nó đẹp dữ vậy? Không có trồng được một nó mà nó có hai mấy năm rồi đó mà nó tàn củi gì đó. Gốc nó đẹp quá ha Kiển ha. 20 mét vuông á. Một gốc này bao nhiêu tuổi chú? Đẻ là hai mấy tuổi đó. 20 mấy tuổi rồi, khoảng 20 mét vuông. Mới chừng chú ha. Ôi thích quá ha. Trời ơi, nãy tưởng đâu là cô phỏng vấn bằng tiếng Pháp, ông kia không hiểu là cô tử miệng vô nó dần dần thì nó cũng quên rồi. Bó tay chờ vô rồi, chứ biết là sao rồi. Dạ. Nó giống giống lên nó coi, còn cái bữa da xanh mình nó trồng do anh Phượng. Sau khi tham quan và trải nghiệm thật vui vẻ ở khu sinh thái vườn làng Bưởi Tân Triều Đồng Nai,
Cô trò mình tiếp tục hành trình là ghé thăm nhà của em Nguyễn Công Đoàn. À, hồi tối thì biết ra đi ra ngoài tôi đi nhái vậy. À, đi không bắt được mấy con treo rồi không biết mần thì nhà người ta mần giật. Cái này gọi bữa vậy. Gọi bữa nó đặc sản kia. Gọi bữa. Gọi nãy lát lên. Nãy nó có đưa nước chấm cho mình không? Có mà. Có. Cái này mới là đặc sản. Thì hôm nay cũng là rất là vui khi mà có sự hiện diện của cô Nguyệt với hai bạn buổi tối ở trường trung học Đắk Lắk nhiều năm 93 ở đây dịp trường này thôi mọi người tự nhiên hôm nay là có chi dùng chi hai cô cũng tự nhiên nha đúng còn sao mà mỗi buổi là số một. Ủa rồi giới thiệu cái người mặc áo cam là đây, đây là bà chủ trong nhà, đây là con của bà chủ. Rồi con bà chủ. Ở đây là tài xế của bà chủ. Nhưng mà cũng như là được ưu ái nha, bà chủ ưu ái cái anh đó nha. Rồi những giới thiệu cho Hương biết là mấy bạn của đoàn luôn đi. Giới thiệu đây là bạn Phượng, bạn Phượng là đã học trung lớp, rồi bạn Hạnh, đó Hạnh cũng học trung lớp, rồi đây là Minh Hương, Hạnh với Minh Hương hiện tại cũng là nấu nghiệp cô làm giáo viên ha, còn đây là đại gia Ngọc Tùng, dạ cũng Ngọc Tùng, còn bên kia là Kiểm, đây là Thi, đó là học chung, còn dạ thơ ạ. Rồi mọi người vui vẻ ha. Mà dê còn rất là dài ha. Anh giải cho vợ anh mà. Chuyện chỗ nào người ta nhắm đó. Cái chuyện đó bí mật mà làm sao nói được. Đó bây giờ gọi chị đi ha. Thì anh đây là chị có bạn của anh là ổ mà. Nay cô trò mình sẽ thưởng thức đặc sản của Đồng Nai ha. Rồi này nhiều món quá cô ơi, chắc hồi giới thiệu không hết luôn à. Ủa còn đó hả? Trước khi về Cai Lậy thì cô trò mình đi thăm nhà của em Đường Chí Khái và Nguyễn Thị Hồng Kiển. Sao Đoàn ơi khỏe ha. Trời quý thiệt luôn á em. Vậy quá quý rồi. Trời công nhận bây giờ em mới phát hiện ra là chỉ có em là hiền nhất thôi. Còn mấy ông này giờ là quá trời luôn rồi. Không, đâu có thấy quá trời đâu. Nói gì em cũng tin, nói gì em cũng tin. Bây giờ tôi chỉ còn một người để tin đây. Bạn này bao nhiêu năm chạy nè. Trời ơi, mà tin mình, trời ơi. Trời nói có như là lớp bạn này chỉ còn mình tin mình đâu, mà tụi tôi là không còn tin nữa. Quá trời mấy ông này là càng rối đúng không? Ngồi đi mừng. Đoàn ơi từ sáng tới giờ mà nó nói một cái câu vậy ha. Mình là ông vô đây ông làm gì đâu, sẵn đã là ông vô đây cái là nói bây giờ tôi vẫn còn tin ông này không. Hồi nãy cô hỏi thiệt nha, hổ có nói không, có hỏi không? Có. Hỏi thiệt không? Cái ông trời mặc áo đỏ đó cô. Hả? Có hỏi thiệt là đường về nhà tôi không? Gặp mấy ông lộn kia, ông nói nhà ông không biết sao tôi chỉ. Hỏi nhà tôi là nhà ai phải không?
Ủa cái này cái gì Phượng? Đặc sản. Dạ, cái này chắc là bánh tráng. Đặc sản của đặc sản của Cái Lậy nha. À, giờ nói lên cảm nghĩ rồi ổng cũng nãy giờ ổng cũng nổ tùm lum với cái này rượu này, rượu gia truyền gì đó mấy chục năm ông bà để lại. Không, nhưng mà thường là mấy người ngâm rượu này lên đường hết rồi, hỏi không tìm được nguồn gốc đó. Nhà rượu này mà kiểu mới lên tới đây chứ không có đâu. Chắc không phải là tự nhiên ông kia lừa đâu. Nó theo cái mùi rượu này nè. Anh em mình thử coi cái đồ nó có cái gì nhập đó rồi. À, cô trò mình đã có rất là nhiều những cái để ôm lại kỷ niệm xưa và đã đến lúc chia tay rồi. Thì tại mảnh đất quê hương của anh Kiện ha, thì tụi em cũng không có gì hơn. Dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, kính chúc tất cả các bạn ha. Ví dụ đây là 30 năm mình gặp lại. Rồi 31 năm, 32 năm, 33 năm mãi. Nhưng mà lần này á, tới mình cướp diễn đàn lần này con cảm ơn cô. Vì lý do là cô không có bắt trả bài. Nói chung là mấy đứa cho cô một cái cảm giác rất là do mốt, ấm áp, hạnh phúc. Thật là tuyệt vời. Cô nhớ mãi cái ngày này. Tiếng mẹ chưa bao điều mới lạ dạy em.